Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay tiếp tục lên hàng đầu năm mới. Thì trước tiên thì em xin kính chúc các bác năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài phát đạt, thành công và gặp nhiều may mắn trên con đường và công việc mình đã chọn nhé. Tiếp tục về đầu năm mới thì hàng thì cũng chưa có nhiều đâu các bác ạ. Thì em đi thì đi bãi thì cũng kiếm được một vài món hàng thôi và một vài món hàng cũ của năm ngoái đó. Tiếp tục lên video cho các bác nào được việc thì ủng hộ em nhé. Tất cả các đơn hàng trên 300.000 em bao ship hết cho các bác nhé. Đó. Mỡ hàng thì có hai bộ trà nhắm băng thì em đã bán hết rồi nhé các bác. Đó. Đăng video lên là các bác chốt luôn hết luôn rồi. Trước tiên thì hôm nay em lên cho các bác là một ít át chống giật. Át chống giật trước nhé, cho các bác nào mà làm ở cái bàn các bác có thường lắp ở những cái bàn sửa chữa của các bác ấy, rất hợp lý nhá. Át chống giật thì lắp ở những cái bàn sửa chữa thì khi đấy là nó an toàn cho mình. Đó. An toàn cho mình khi mà sửa chữa đồ điện tử ấy thì nó sẽ rất là an toàn nha các bác. Át này thì của Trung Quốc nha bác. Đó. Át CHINT hãng của Trung Quốc nhé, nhưng mà hãng này là hãng chuẩn hãng nhé, chứ không phải là hàng điếu đâu các bác nhé. Đó, giá là 150.000 một cái. Sở dĩ là em ghi giá sẵn rồi là em có úp lên nhóm Zalo trước cho các bác đã tham gia nhóm Zalo. Thì bác nào có nhu cầu chốt trước thì em úp lên nhóm cho các bác chốt nhé. Các bác có thể tham gia nhóm Zalo của em ở dưới phần mô tả hoặc là em để ở dưới phần bình luận đầu tiên nha các bác. Đây. Mã 201 150k một cái nhá. Những đơn hàng trên 300.000 em chuyển những đơn hàng trên 300.000 nhá, không cần chuyển khoản đâu. Code em cũng bao ship cho các bác nhé. Đó. 32A 150k em có 5 con nhé. 25A là 100k nhé. Em có hai con nhé các bác. Đó. những cái con át chống giật thì có rất nhiều các bác đã test rồi. Các video các bác đã test rồi thì em cũng chỉ là test xong là em lên video em bán thôi, chứ bây giờ vừa video vừa test thì nó rất lâu nha các bác. Các bác nếu muốn test thì có thể tham khảo lại các video các bác ấy test nhé. Hàng em bao cho các bác sử dụng luôn. Đó. Rồi, em về được thêm mấy con át của Schneider, hàng bình thường nhé, hàng không chống giật đâu, hàng chỉ chống quá tải thôi. Đó. Một con mã 203 40A nhé. 40A nha các bác. Đó. Hàng made in Bulgaria nhé, sản xuất tại Bulgaria nhé. Đó, cái đèn thì chắc là nó hơi sáng một tí, các bác thông cảm nhé. Các bác có thấy được cái chữ Bulgaria không? Bác đợi em tí em hạ luôn cái cam xuống nhé. Thì nó hơi cái này nó hơi hơi mờ hay sao em nhìn cũng không rõ. Rồi, em để sát lại cho dễ theo dõi nha các bác. Sao nó sáng thế nhỉ? Cái đèn của em nó hơi sáng các bác ạ.
Con này con 40A nhé, 120k nhé. Hàng bình thường thôi. Hàng Ad Schneider nhé, hàng chuẩn hãng nhé. Bao chuẩn hãng này. Tem là năm 2 tháng 4 năm 2020 nhé. Đó. 40A là 120k nhé, mã 203 nhé. Còn 204 32A là 100k nhé. Xuất xứ của Thái Lan nhé, Make in Thái Lan nhé các bác. Hàng này là chỉ có chân gài thôi nhé các bác. Các bác chỉ gài được thôi nhá. Còn các bác không bắt được ốc, không bắt được vít đâu. Hàng này chỉ hàng lắp trên tủ, gài tủ thôi các bác. Rồi. Một con át 3 pha chống giật. Con này 3 pha nhưng có thể dùng được 2 pha nhé, 220V trên 240V này. Đó, dòng rò 30mA này. Đó, 3 pha 40A nhé. Mã 205 giá là 450k nhé. Những đơn hàng trên 300k là em bao ship hết cho các bác nhé. Đó. Con lọc nguồn MB của Lambada 36A này. Mã 206 giá 400k nhé. Con này năm ngoái em có cũng chỉ có 2 con thôi. Đã bán hết rồi, hôm nay lại về được thêm một con nữa nhé. 36A nhé. Các bác nào lắp những cái tủ âm thanh thì quá chuẩn rồi. Hàng Lambada này thì không phải nói nhiều nữa nhé các bác. Đây, mã 207, 208 là hai con lọc nguồn, một con 20A của Hàn Quốc này. 20A của Hàn Quốc dùng chỉ lọc được điện 250V nhé, chỉ dùng cho điện 250V nhé, 220V trở lên nha các bác ạ. 20A của Hàn Quốc nhé, giá 200k nhé. Còn con này là của Trung Quốc nha các bác, Han Sinh của Trung Quốc nhé, Emi Filter nhé. Nhưng mà con này lại dùng được điện 115 với 250 này. Đó. Mã 208 cũng 200k nha các bác. Này, hình thức là đẹp nhé. Hình thức rất là đẹp nhé các bác. Đó. Han rỉ một tí thôi, không vấn đề gì. Vỏ này thì chống han rỉ, chống dầu mỡ rồi. Đó. Nó sao nó hơi bóng. Rồi, tiếp tục một con lọc của Lambada nữa. Lambada nhé. Đó. 10A, mã 209, giá 100k nhé. Mấy con này thì nó nhỏ thôi, không cần phải đo kích thước thôi, lắp vừa tủ, lắp rất gọn trong các tủ nhé các bác. Con này em có 2 con nhé. Đó. Con quạt 220V làm tản nhiệt này. Kích thước là 9 x 9 x 2,5 nhé. nhân 9 cm và nhân 2,5 cm nhé. 45k một cái nhé. Mã 210. Đó, mã 210 45k một cái nhé. Khi các bác mua thì em có tặng kèm thêm cái miếng chắn ở đây, có nghĩa chắn chắn để đụng tay vào cánh quạt đấy, miếng cover bảo vệ nha các bác. 45k một cái. Cái này em có cả 100 cái nhé. Số lượng cả 100 cái nhé. Đó. Hàng này là hàng của năm ngoái còn lại này. Hàng năm ngoái lấy hơn 1.000 cái mà còn khoảng hơn 100 cái nữa các bác. Đó. 220V nhá, ăn điện khoảng 15W nhé các bác. Đó. Hình thức rất là đẹp nhá, khung nhôm nhé các bác, không phải là khung nhựa đâu. Khung nhôm nhá. Đó. Đang có con đèn 9V này. Đó, đèn dùng điện 9V này. Con này thì em chưa test đâu, 80k một con. Bác nào mua thì em sẽ test sau cho các bác nhé. Tối em có thời gian thì em test cho các bác nhé. Đó. Test rồi em tháo ra cho các bác xem. Chứ con này thì mới vừa về đến đây thì em chưa kịp test đâu.
Con nào chưa test được thì em nói thẳng chưa test cho các bác cho nó thoải mái nhé. Mã 210 nhé, 80k một cái nhé. Em có hai cái thôi. Đó. Đèn dùng nguồn 9V nha các bác. Đó. Tiếp theo là con nguồn tổ ong 12V 4,3A. Mã là 2 gạch ngang 12. Giá 150k một cái nhé. Hàng Lambeda của Malaysia nhé, Made in Malaysia nhé. Đó. Có chiết áp điều chỉnh nhé các bác. Có chiết áp điều chỉnh điện áp đầu ra nhé. Đó, hình thức là đẹp nhé. Thao máy nên có tí xước sát rồi miếng nhôm thôi, không ảnh hưởng gì cả đâu. Hàng hoạt động ok nhé các bác. Đã test nhé. Em đã hết đồ điện, bây giờ sang đồ cơ khí cho các bác. Em có bộ bánh xe này, tiếp tục một bộ bánh xe này, 213 này, giá 420k nhé. 420k này là khi mà các bác mua một bộ này là em bao ship cho rồi, tại vì đơn trên 300 nghìn mà các bác. Bác nào mua đơn trên 300 nghìn là em bao ship nhé. Kể cả các bác chuyển khoản hay không chuyển khoản thì em cũng bao ship cho các bác nhé. Đó. Kích thước mặt này 9x9 này, 9x9 này. Đó. Chiều cao của bánh là 8,5 cm này. Đó. Nó gồm hai bánh nhá, hai bánh nhá. Bề ngang mỗi bánh là 2,7 cm này. Chiều rộng rộng của cái mặt bánh này nhá các bác, rộng của mặt bánh là 2,7 cm, hai bánh là 5,6 cm này. Là vì nó có khe hở đây nữa. Đường kính của bánh là khoảng 5 cm nhé. Đó. Đường kính của bánh là 5 cm nhé. Hãng của nó là Karimaster ACM600 nhé. Các bác có thể tra trên Google cho em với nhé. Karimaster Auto CFT. Đó, 600. Con này thì chịu tải 600 kg trên một bánh. Đó. Hoạt động hoàn hảo nhé, êm mượt nhé. 420k một bộ 4 bánh nha các bác. 420k một bộ 4 bánh mã 213. Bác nào cần thì chụp ảnh gửi Zalo giúp em nhé. Này tại sao nó cứ bóng. Rồi, tiếp theo là em có hai cặp lô. Đây nha các bác. Nó vẫn hơi bóng, các bác đợi em chút, em bật cái bóng điện nhé. Bật tắt đi xong lại phải bật lên. Xem nó hết bóng chưa. Đó, vẫn bóng này. Đây nhá, em gửi khác lại cho các bác cho nó dễ nhìn nhé. Mã 218 này, 180k trên một cặp này. Một cặp gồm hai cái này. Như hình là 180k nha, bác nào ưng thì chụp ảnh gửi Zalo cho em nhé. Đó. Kích thước là chiều dài là 10 cm này. Đợi chút em đo đường kính cho các bác nhé, lấy chút kẹp cho nó chuẩn. Đường kính là 47,9 mm, là 4,8 cm nhá. Đó. Đường kính là 4,8 cm này. Chiều dài là 10 cm này. Đó. Đường kính trục là 1,2 cm nhá. Đó. Đường kính trục là 1,2 cm này. Đó. Em tính mili cho các bác dễ nhé. Chiều dài là 100 mm này. Đó. Chiều dài là 100 mm này. Đó. Đường kính là 47,9
7,8 mm này. Trục là 12 mm này. Đó. Đây. Em có lấy cả ốc cho các bác nhé. Đó, em đi tháo thì em có thể lấy em lấy cả ốc hai bên cho các bác nhé. Đó. Các bác về chỉ việc khoan một cái lỗ như thế này để bắt thôi. 180k cho một cặp nhé. Mã 218 một cặp này. 219 cũng một cặp này, nhưng mà màu nó khác thôi, đều là nhôm hết nhé các bác. Chỉ là màu nó khác thôi. Cái kia màu trắng còn cái này màu nâu nâu, màu xám một tí thôi. Đó. 219 nhá, 180k một cặp nhé. Rồi. Tiếp tục ở đây là em có 4 miếng nhôm này. Đây 3 miếng nhé. Và đây một miếng. Mã là 12 gạch ngang 20. Giá của nó là 90k trên 4 miếng này, 4 tấm này. Đó. Em đo kích thước cho các bác nhá. Chiều dài là 11 cm này. Rộng à đâu? Đúng là 11. Rộng là 10,5 cm này. Đó. Ở đây có một cái miếng để cao này. Cao là 2 cm nhá, cái miếng cái khúc này là 2 cm nhá. Nhôm này nó miếng này dày là 3,8 mm nhé. Đó. Dày là 4 đi, cho là dày là 4 mm nhé. Đó. 90k trên 4 tấm này nhé. Đó. 90k trên 4 tấm này, về bác nào được việc thì ủng hộ em nhé, chụp ảnh gửi Zalo giúp em nhé. Đó. Tiếp theo là một cái góc đạp. Em có một cái góc đạp mã 221 này. Giá 70k này. Nó làm bằng nhôm nhé các bác. Làm bằng nhôm các bác đừng có so sánh với cái thằng làm bằng nhựa trên thị trường có ba mấy 40 ngàn đâu. Nhưng con này làm bằng nhôm nhé. Chất liệu bằng nhôm nhé. 70k nhé. Dây dài nhé. Dây dài này phải tầm mấy mét đây. 1,5 mét đây. Dây này phải tầm 1,5 mét nhé các bác. Đó. Đây nhé các bác, dây rất là dài nhé. Dây này phải tầm 1,5 mét nhé các bác. Đó, 70k một cái nhé. Có một cái thôi nhé các bác. Đó. Về những đơn hàng trên 300k thì em báo ship cho tất cả các bác toàn quốc nhé. Đó. Tiếp theo là một cái trục Z. Đó. Trục Z này hoạt động hoàn hảo nhé. Đó. Chiều dài là 25 này. 25 cm này. Chiều cao là 5,5 cm này. Và chiều rộng là 5 cm nhé. Đó. Con này là hành trình 8 cm và bước 10 nhé. Hành trình của nó là 8 cm, bước 10. À, một vòng quay được 1 cm đó các bác. Bước 10 và hành trình 8 nhé. Bật bích bắt step 42 nhé. Đó. Bật bích bắt step 42 nhé. Con này là của năm ngoái nhé. Con này còn lại của năm ngoái nhé. Mã 200, mã 2 gạch ngang 22. Giá 400k, à 450k nhé. Đó. Giá 450k. Nó bị xước một tí ở đây nhá, nó bị méo một tí ở đây nhá. Về các bác dựng lên thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Hoặc là các bác về sơn lại tí màu đen vào đây thì không ai để ý. Đó, nhìn rất là đẹp nhá. Đây, tiếp theo là một con trục Z nữa. Đó, combo cho các bác nào chơi trục Z quá đẹp luôn. Dài là 27 cm này. Đó. Cao là 4 cm này. Và bề rộng của nó là 6 cm này, chưa tính cái đầu bơm dầu nhá, đầu bơm dầu vào trục nhá. Đó. À, Mitsumi LX30 nhá, cũng bắt step 42 nhá. Mặt bích cũng bắt step 42 nhá các bác.
Đó. Con này cũng bước 10 và hành trình 10 cm nhá. Bước 10 hành trình 10 nhá. Đó. Mã là 223, giá 500k cho các bác nhé. Đó. 500k, rất là đẹp nhé, có miếng nhựa bên trên nhé. Đó. Bao ship cho các bác nhé. Ok. Ồ, lúc nãy quên lại đi lượn đi sai đi không đi sai vòng các bác. Đó, đây. Có con lọc mã 274. Giá 280k nhé. Con này con lọc khí thôi nha các bác. Đồng hồ hiển thị SMC Pressure này. Hiển thị là 10 được 10 kg nhé, trên cm khối nhé. Gọi là 13 đấy các bác ạ. À quên, xin lỗi các bác là 13 chứ. Nó là 1 MPa đó. 1 MPa nhé các bác. Em dơ vừa rồi em dơ qua cái cam một tí nó không đúng cái chỗ tầm nhìn đấy. Này, con này là dùng điện 12 đến 24V nhé. Đó. Đồng hồ này dùng điện nhá. Đồng hồ và con này chỉ là lọc khí thôi nhé các bác. Lọc bụi, lọc khí, có điều chỉnh áp suất ở trên đây này, đó. Giá 280k nha các bác, mã 24. Mã này là mã 215. Giá 320k nhé. Đó. Bộ chân gồm một bộ 4 chân này. Chân chân 215 giá 320k nhé. Bác nào ưng chụp ảnh gửi Zalo giúp em nhé. Đó, chiều cao là 18 cm này. Đó. Bề đường kính là 7,5 cm này. Trục của nó là 1,5 nhé, trục 15 nhé. Trục 15 mm nhé, là 1,5 cm đấy. Đó. Một bộ gồm 4 cái nhé, 4 cái chân nhé. Giá là 320k nhé. Đó. Bản lề thì em còn khá nhiều nhé, hàng rất là nhiều. Bản lề thì nó rất là sẵn mà. Mỗi lần mà ấy thì em chỉ chọn cái đẹp thôi. Đây, các bác nhìn thấy đẹp không ạ? Cái này bụi bẩn thì lau qua tí là được thôi. Bóng loáng nhé. 35k một cặp nhé. Đó, 35k một cặp gồm hai cái này, một cặp này. Đó. Một cặp này các bác thể lắp được một bên cánh tủ rồi. Đó, quá rẻ nhé. Mà bản lề nhôm thì không lo han gì nhé. Bác nào làm nhôm kính thì lại còn rất là đẹp nữa nhé. Màu sáng này, sáng bóng nhé. 35k trên một cặp nhé. Kích thước là 6,5 nhân 6 nhé. 6,5 nhân 6 nhé. Một một mặt là 6,5, à một đường là 6,5, một đường là 6 nha các bác. Đó. Nhìn đẹp không ạ? Bác nào ưng thì chụp ảnh gửi Zalo giúp em nhé. Mã 216, giá 35k trên một cặp. Đây, mã 217 thì giá 30k trên một cặp nhé. Kích thước là 6,5 nhân với 4,5 nhé. 6,5 nhân 4,5 này. Giá 30k trên một cặp nha các bác, bản lề nhôm nhé. Đó. Những đơn hàng trên 300.000 là em bao ship hết toàn quốc cho các bác nhé. Đó. Bác nào ưng cặp nào thì chụp ảnh gửi Zalo giúp em. Tiếp theo là có vài tấm nhôm này. Kích thước là 30,5 cm này. 30,5 cm này. Nhân với 9 cm này. Và nhân bề dày là 1 cm này. Đó, 30,5 nhé. 30,5 này, nhân 9 này và nhân 1 này, dày 1 cm này. Thích hợp cho bác nào làm miếng ngang cái vai ngang ấy. Hai chân hai bên này. Cái này là cái miếng ngang làm chế hàn xeo háng rộng nhé. Đó. Chế hàn xeo háng rộng cho bác nào được việc nhé.
95k trên một tấm này nhá, 95k trên một miếng này nhá. Đó. Hàng đã ghi giá là em có úp trước lên cái nhóm Zalo để ưu tiên các bác chốt trước. Đó, các bác nào kết bạn Zalo là em sẽ thêm vào nhóm Zalo của em. Nhóm Zalo thì hàng em sẽ úp hàng sớm hơn để cho các bác ưu tiên các bác chốt trước nhé. Đó, ok, đầu năm mới thì có một vài món hàng thế thôi. Đó, chỉ đủ được để khai hai khay hàng thôi. Nên mà các bác thông cảm nhé. Dần dần thì em sẽ lại về thêm nhiều hàng cho các bác, một vài món mới khác. Đó. Nhà kiếm được nhiều món mới khác cho các bác chưa? Đầu năm mới thì hiện tại thì cũng có một hai bãi nó hoạt động thôi. Dịch bệnh thì ở đây ở ngoài Bắc bây giờ lại càng nhiều hơn trong Nam rồi. Thế nên mà đi cũng hạn chế lắm. Họ cũng không mở cửa kìa, họ đang còn chơi hết tháng giêng. Nên mà họ còn chưa mở cửa hàng bán. Vậy nên mà hiện tại là đang có ít hàng thôi. Mong các bác thông cảm nhé. Đó. Chúc các bác một ngày mới, buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Em xin chào tạm biệt các bác.